Hello class, Miss Hân. Cô Hân xin chào cả lớp. Today we learn the English alphabet. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bảng chữ cái tiếng Anh. Let's get started. Chúng ta hãy bắt đầu nhé. There are 26 letters in the English alphabet. Cô giới thiệu với cả lớp là trong bảng chữ cái tiếng Anh chúng ta có cả thải là 26 chữ cái. Now listen and repeat after me. Bây giờ các con hãy nghe và lặp lại theo sau cô Hân nhé. A B C D E F G H I J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z. Đối với từ này chúng ta có hai cách phát âm. Cách phát âm thứ nhất là Z. Người Anh sẽ phát âm là Z. Và cách thứ hai là Z. Và người Mỹ sẽ phát âm là Z. This is Bob. Đây là bạn Bob. Bạn Bob sẽ cùng tham gia học bảng chữ cái với lớp chúng ta nhé. Các con hãy lắng nghe và lặp lại cùng với bạn Bắp. Listen and repeat after me. Bây giờ các con hãy cùng bạn Bắp lặp lại theo sau cô nhé. Repeat after me. A A B B C C D D E E F F G T H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z Z Z Good job! Bạn Bắp đọc rất là giỏi đúng không các con? Cô có lời khen dành cho bạn Bắp. Các con có bao giờ thấy các bạn thú rừng đi học chưa nào? Bây giờ cô mời các con cùng đến với lớp học của các bạn thú rừng. Chúng ta cùng tham gia học bảng chữ cái tiếng Anh với các bạn thú rừng và cùng hát với các bạn ấy nhé. Let's go! Chúng ta cùng đi thôi nào! X, Y, and Z. Now I
That's all for today. Goodbye, class. See you again. Buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô Hân chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con nhé.